Xin chào các bạn, chúng ta đang có siêu phẩm Ultimus G2. À nhầm, nó chỉ là LG G2 thôi. Như các bạn đã biết thì năm ngoái LG họ có một sản phẩm là LG Ultimus G, là một thiết bị có thể nói là vẫn tốt nhất cho đến thời điểm trước khi chiếc G2 này ra mắt. Và năm nay thì LG ra thế hệ tiếp theo của nó nhưng mất đi cái tên Ultimus mà chỉ là LG G2. Phiên bản của mình đang có trên tay là không phải là phiên bản được giới thiệu gần đây, mà đây là phiên bản nội địa của Hàn Quốc, LTEA. Và mình sẽ mở hộp cái phiên bản này cho các bạn. Mặt sau nó in rất nhiều thông tin bằng tiếng Hàn sáng như là màn hình Full HD và rất nhiều thông tin khác. Cái này có lẽ mọi người đã biết rồi và chúng ta sẽ mở cái hộp này ra. Mình rất đang mong chờ được thấy cái chiếc máy này. Ở đây là chiếc G2 của mình phiên bản màu trắng, không phải là màu đen. Mình thấy là màu trắng này nó tinh khiết và đáng yêu hơn. Một sách hướng dẫn sử dụng của LG hoàn toàn là bằng tiếng Hàn và có rất nhiều biểu tượng cute. Trong hộp này chúng ta có cục sạc, các kết nối micro USB. Chúng ta có tai nghe, đây là loại tai nghe cao cấp của LG, cũng màu trắng luôn, rất là tông sửa tông, biểu tượng của LG phía sau. Các nút tai nghe để thay phù hợp với từng kích thước tai. Chúng ta sẽ có một cục sạc pin rời và có cả kèm dock các bạn có thể dựng để xem phim. Viên pin của chúng ta đây, viên pin của máy sẽ có dung lượng là 3000mAh. Đấy, và như vậy trong hộp đã hết. Chúng ta quay trở lại với chiếc G2 này. Cảm nhận đầu tiên của mình cầm G2 là nó mỏng và cái trọng lượng của nó thì không quá nhẹ, khá là đầm tay. Cầm vừa phải sẽ không bị mỏi tay quá mà không bị cảm giác là nó rẻ tiền quá. Sản phẩm này thì chủ yếu chất liệu của nó vẫn là làm bằng nhựa. Bên trên này chúng ta có loa đàm thoại, camera trước, bên dưới là biểu tượng của LG. Các bạn thấy là cái cách thiết kế của nó bố trí, mặt trước sẽ chiếm khoảng hơn 70% là toàn bộ là màn hình cảm ứng, khá là nhiều để một thiết bị di động. Ngoài ra thì cái viền trên và dưới của máy cũng khảo làm rất là mỏng, viền màn hình thì quá là mỏng luôn. Điều này giúp cho máy tuy tăng kích thước là màn hình 5,2 inch nhưng mà nó máy sẽ bị không bị quá lớn, rất là hay. Cạnh phải hoàn toàn không có phím mà chỉ có một cái G, chúng ta sẽ tháo được nắp lưng phía sau ra. Cạnh trái này cũng vậy, LG G2 là thiết bị đầu tiên trên thế giới mà không sử dụng cái phím bấm cứng và cả tất cả các góc cạnh của máy mà sẽ tập trung ở mặt lưng. Bên dưới này chúng ta có hai loa ngoài hai bên, chúng ta có jack cắm tai nghe 3,5mm, có cổng sạc. Bên trên này là chúng ta có mắt thần hồng ngoại, mic đàm thoại thứ hai và đây là cái anten dành cho nhà mạng Hàn Quốc, bên ngoài Hàn Quốc họ xem TV online luôn. Mặt sau là camera 13MP, phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn và chúng ta có đèn flash LED, nó là sử dụng mạng của Hàn Quốc vì thế có biểu tượng LTEA. Mình sẽ thử bóc nắp pin của nó đó. Cái mặt lưng của nó thì làm cái nhựa trơn bóng chứ không phải là loại nhựa sần. Mình cảm giác là cầm vào nó trơn ru. Ở bên dưới này là dung lượng pin, đáng lẽ ra là 3000, không sao đây là ghi 2610. Còn ở giờ phiên bản Hàn Quốc hơi khác biệt một tí chẳng hạn. Chúng ta sẽ có khe cắm SIM và cũng như là khe cắm thẻ nhớ ở bên hông. Bên dưới này thì hoàn toàn không có gì khác. Sản phẩm này thì các bạn đã thấy là cái đặc trưng nhất của nó là cái phím nguồn và mọi cái phím còn lại đều nằm ở mặt lưng. Khá là lạ phải không? Chúng ta sẽ bấm giữ nó để kích hoạt. Cái màn hình của nó thì sử dụng màn hình Full HD công nghệ IPS Plus và đây là một trong những công nghệ cho chất lượng màn hình nó trung thực và hiển thị rất là sắc. Nó thậm chí LG hôm ra mắt còn so sánh với màn hình Super AMOLED của Samsung thì nó còn tốt hơn khá là nhiều về các cái mật độ điểm ảnh phụ. Viết xử lý của nó là chip Snapdragon 800 mạnh nhất hiện nay thị trường, RAM 2GB, Android 4.2.2 mới nhất, không có phiên bản nào. Hiện nay thì chỉ có các máy chạy thuần Google mới lên được cái 4.3 mà thôi, còn lại hiện nay mới nhất các nhà sản xuất khác là chỉ có 4.2. Đây là giao diện của máy, một giao diện thuần đặc trưng của LG. Ngoài ra thiết bị này khi bán ra còn được giới thiệu rất nhiều tính năng thông minh, các ứng dụng chạy gần, chạy đa nhiệm vân vân. Thì cái đấy thì mình sẽ có một video chúng ta giới thiệu qua các bạn sau. Còn ở đây như mình có một cái Galaxy S4, các bạn nhìn thấy S4 và LG G2. LG G2 của chúng ta thì có kích thước màn hình nó to hơn. Đây các bạn đây, nó lớn hơn một chút so với chiếc Galaxy S4 của chúng ta. Tổng thể qua thì mình thấy nó không giống nhau lắm. Và các bạn có thấy video ích đừng quên like, share với bạn bè và tiếp tục subscribe kênh YouTube của S Channel để xem thêm các video khác của chiếc G2 này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.